Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khách hàng của VTV Hyundai Home Shopping. Và thưa quý vị, chắc chắn là trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta vẫn hay nói với nhau rằng là dù mỗi ngày trải qua như thế nào, có rất là nhiều những món ăn, tuy nhiên thì chúng ta cũng phải có cái gì đó kết hợp cùng với cơm nó mới chắc bụng, đúng không ạ? Do vậy là cứ mỗi ngày trôi qua, tất cả những người dân trên khắp đất nước Việt Nam, không chỉ nói riêng ai đâu ạ, đều có thể là ăn cơm mỗi ngày mỗi ngày. Tuy nhiên theo khoa học đã chứng minh thì ở thời điểm hiện tại, người dân châu Á ăn cơm rất nhiều, và trong cơm bên cạnh những cái thành phần tốt cho cơ thể thì cũng có những cái thành phần nó ảnh hưởng cũng không tốt lắm, nó sẽ tác động đến cơ thể của mình, dẫn đến tình trạng béo phì nè, cũng như là có rất là nhiều những cái lượng đường xấu ở trong cơm. Do vậy đối với rất là nhiều những người khác nhau, chẳng hạn là bị bệnh tiểu đường nè, bị mỡ trong máu nè, hay là những người mà chúng ta luyện tập thể dục thể thao muốn chắc cái phần cơ và chỉ muốn cung cấp một lượng carbohydrate với cơ thể của chúng ta thôi, như vậy thì làm cách nào để mình có thể là phân tách những cái loại đường đó ra khỏi phần cơm mà chúng ta sử dụng mỗi ngày, thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho tất cả quý vị một người bạn đồng hành để có thể làm được một điều rất là kỳ diệu như vậy mọi người nha. Và cũng giống như Quang Quý đã nói đó, thì cho dù chúng ta có ăn những cái món gì đi nữa thì thông thường á, bởi vì truyền thống nè, rồi bởi vì cái thói quen đã được hình thành từ trong gia đình ngay từ khi còn nhỏ rồi, vốn bản thân của chúng ta đã không gọi những cái bữa ăn gọi là, ví dụ như mình về mình gọi là bữa ăn đi, nhưng mà mình gọi là bữa cơm, không mà bữa cơm gia đình không, đó là một điều rất là quen thuộc đúng không? Bởi vì cái thành tố lớn nhất ở trong mỗi bữa ăn như vậy là hầu như là lúc nào cũng phải có cơm, mà là cơm trắng mới chịu. Có rất là nhiều người mặc dù biết là các loại gạo nâu nè, các loại hạt thì nó vốn tốt hơn so với cơm trắng, xét về cái góc độ là nó ít đường hơn, nhiều chất xơ hơn. Tuy nhiên cơm trắng lại được yêu thích hơn bởi vì nó có cái độ ngọt nhất định, rồi nó dễ ăn nữa, nó không làm ảnh hưởng đến hương vị của các thành phần còn lại trong bữa ăn, ví dụ như rau xanh, những món mặn, những món xào chẳng hạn quý vị nha. Do đó là ngay cả những người mà vốn là biết là mình cần phải hạn chế cái lượng đường bằng cách là cắt giảm tinh bột, bằng cách là cắt giảm các loại cơm trắng đi chăng nữa, nhưng mà họ vẫn thèm. Rồi ngay cả là quay trở về một cái câu chuyện cũ, giống như là khi mà Kiều Khanh bầu bé đầu đó Quang Quý, khi mà xét nghiệm á, cầm trên tay cái tờ xét nghiệm là mình biết là mình bị tiểu đường thai kỳ, rất là buồn luôn. Và lúc đó thì không biết làm sao, trong khi bình thường mình ăn cơm quen rồi, mà lúc đó bác sĩ kêu là phải cắt bớt lượng cơm đi, thay vì mỗi ngày mỗi bữa ăn một chén đến hai chén thì bây giờ mình chỉ còn ăn được có nửa chén à, mà thậm chí cái chén bé tí xíu vậy nè, rồi ăn sao đủ no. Đúng không? Đó, cả một cái vấn đề lớn luôn. Và chắc chắn là các chị em phụ nữ cũng hiểu một điều là không có cái sự thèm nào mà nó khủng khiếp y như là cái việc thèm ăn của bà bầu vậy đó. Mình đã thèm cơm mà nói là mình bớt ăn, hoặc là thậm chí là mình phải cắt đi luôn, thì làm sao mà mình chịu được. Thì ngày hôm nay là một giải pháp cho cái bài toán hóc búa này quý vị nha. Tức là chúng ta vẫn ăn cơm trắng quý vị ạ. Tuy nhiên cơm trắng này sau khi đã được nấu ra rồi vẫn là cái chén cơm mình cầm trên tay đó, nhưng mà cái lượng đường nó đã được chiết tách một cách tối ưu ra ngoài. Còn cái cơ chế hoạt động như thế nào, hay là cái cách thức chiết tách như thế nào, thì ở trong phần tiếp theo của chương trình này chúng tôi sẽ tiếp tục lý giải quý vị nha. Nồi cơm điện tách đường từ thương hiệu Metric sở hữu công nghệ thông minh giúp giảm amylopectin, hàm lượng chính có trong tinh bột, dung tích 3,5 lít, công suất 900W, với hệ thống nút điều khiển linh hoạt, dễ dàng vệ sinh chùi rửa sau khi nấu. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng. Những ai cần sử dụng nồi cơm điện tách đường Magic, người bị đái tháo đường hay còn gọi là tiểu đường, người bị béo phì, người muốn giảm cân hoặc người tham gia tập luyện thể dục thể thao. Và đặc biệt chỉ có trong chương trình kỳ này mà thôi quý vị ạ, nồi cơm điện tách đường Magic mức giá hợp lý cùng tính năng ưu việt và ưu đãi chỉ dành cho 200 khách hàng đầu tiên thực sự quan tâm đến sức khỏe của gia đình mình. Mức giá nhà cung cấp 4.990.000 đồng. Ngày hôm nay trình VTV Hyundai Home Shopping chúng tôi giảm ngay 1.000.000 đồng cho tất cả quý vị, chỉ còn 3.990.000 đồng mà thôi. Nhanh tay nhấc máy lên và gọi điện thoại về sở hữu cùng với chương trình, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Bạn đã bao giờ mang nỗi sợ ăn cơm? Khi bữa cơm trở thành nỗi cực hình, bạn là người tập fitness đang muốn giảm cân. Khi bữa cơm trở thành nỗi cực hình, bạn bị tiểu đường và chén cơm thành nỗi ám ảnh. Đừng quá lo lắng vì đã có nồi cơm tách đường Magic A510 mang đến giải pháp thế kỷ cho gia đình bạn. Với thiết kế độc đáo, kiểu dáng đẹp mắt, bạn chỉ cần cắm điện, chọn loại gạo thích hợp và nhấn nút OK. Sau 30 phút chờ đợi, bạn đã có những hạt cơm thơm ngon và an toàn cho gia đình. Nồi cơm tách đường A510 sẽ giúp bạn chiết tách thành phần tinh bột hấp thụ nhanh amylopectin. Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh tiểu đường, béo phì, tim mạch, hội chứng Werner. Vì vậy, sản phẩm vẫn giữ được dưỡng chất amylo, hoàn toàn có lợi cho sức khỏe và năng lượng tích cực trên cơ thể bạn. Nồi cơm tách đường Magic A510 hoạt động theo 4 cơ chế đặc biệt sau: dạ nhiệt phù hợp,
phân tách amylobectin. Lượng amylobectin chính là tinh bột xấu sẽ bị loại bỏ ra bên ngoài khi nhiệt độ đạt mức phù hợp, nhưng vẫn giữ lại thành phần amylose chứa tinh bột tốt. Và nấu chín cơm, đảm bảo an toàn trong từng chén cơm của bạn. Có thể thấy cơm được nấu từ nồi tách đường Magic A510 có màu sắc trắng hơn nồi cơm thường. Lượng amylobectin được chiết tách ra bên ngoài giúp bạn chấm dứt tình trạng đầy bụng, mệt mỏi, uể oải kéo dài. Sản phẩm nồi cơm tách đường Magic A510 được chứng nhận bởi UKM, UNIPEQ, cho thấy lượng đường giảm rõ rệt sau khi cơ quan này chứng nhận sản phẩm của chúng tôi đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, sử dụng công nghệ Sugar Removal Technology cùng hệ thống cảm biến với viền bì rút nước vô cùng hoàn hảo. Không còn nghi ngại gì nữa, nồi cơm tách đường Magic A510 là giải pháp đột phá cho nỗi sợ mang tên thèm ăn cơm. Giờ đây, bữa ăn sẽ trở nên ngon hơn mà vẫn kiểm soát tốt lượng đường trong máu. Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều nồi cơm tách đường được bày bán. Nhưng bạn hãy là người dùng thông thái. Với nồi cơm tách đường thông thường, không có những công nghệ đặc biệt, gạo chỉ được đun sôi ở mức nhiệt 100 độ C. Vì thế, lượng đường được chiết tách ra bên ngoài rất hạn chế. Trái lại, nồi cơm tách đường Magic A510 hoàn toàn khác biệt về kiểu dáng, an toàn và dễ dàng sử dụng. Hãy chọn cho mình nồi cơm tách đường Magic A510 ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe gia đình bạn. Thưa quý vị, theo nghiên cứu của các nhà khoa học ở khu vực châu Á thì những người dân rất là thường xuyên chúng ta ăn cơm mỗi ngày, đúng không ạ? Bây giờ mình hãy tưởng tượng đi là mỗi ngày chúng ta sẽ ăn là 2 chén cơm trong một bữa cơm, buổi trưa và buổi tối. Như vậy là mỗi ngày chúng ta sẽ ăn 4 chén cơm. Với chế độ luyện tập thể dục thể thao mà mình chưa hợp lý nè, cũng như là cái việc là chúng ta tích tụ thêm rất là nhiều những cái lượng đường khác từ những loại thức ăn khác ngoài cơm, thì chắc chắn là trong ngày hôm đó nếu mà quý vị chúng ta ăn cơm một cách nhiều, một cách liên tục như vậy mà không có những cái chế độ luyện tập thể dục thể thao thì sẽ ảnh hưởng vào cơ thể của chúng ta rất là nhiều, mọi người nha. Và trong cơm á là có hai loại đường, là một loại đường là dễ hấp thụ và một loại đường là nhanh hấp thụ và một loại đường là chậm hấp thụ. Với loại đường nhanh hấp thụ đó là một loại đường khi mà chúng ta ăn vào trong cơ thể của mình có thể hấp thụ một cách rất là nhanh chóng. Tuy nhiên là loại đường này sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta rất là nhiều, và đó cũng chính là những cái thành phần, những cái yếu tố tác động tạo nên cái lượng mỡ thừa, đặc biệt là ở phần bụng dưới trong cơ thể của mình, mọi người nha. Đó, còn với những cái phần lượng đường mà cũng như là hấp thu chậm thì nó sẽ có tác động rất là tốt xây dựng những cái mô cơ trong cơ thể của chúng ta và những cái hệ cơ quan khác nhau. Do vậy thì trong lượng cơm của chúng ta, nhìn bề ngoài thì chúng ta cứ thấy là ôi ăn cơm trắng mỗi ngày có sao đâu, chúng tôi cứ ăn mỗi ngày như vậy. Tuy nhiên theo khoa học đã chứng minh, nếu mà chúng ta có thể là tách cái lượng đường á mà nhanh hấp thụ ra một bên và chúng ta chỉ hấp thụ vào trong cơ thể những cái loại đường mà chậm hấp thụ mà thôi, thì nó sẽ tốt cho cơ thể của chúng ta hơn rất là nhiều, đặc biệt là đối với những người bị tiểu đường, những người bị tim mạch, hay đặc biệt là với các bà mẹ đang có em bé, mọi người nha. Đó, với giống như là Kiều Khanh đã chia sẻ là những lúc mà có bầu mà lỡ thôi chúng ta bị mắc một cái căn bệnh là tiểu đường thai kỳ thì chắc chắn là cái cảm giác sẽ rất là khó chịu. Và không gì khó chịu bằng bà bầu với việc là đã khó ăn rồi không ăn được nữa, và tâm tính cũng sẽ dễ thay đổi, đúng không? Và sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cách mày râu trong gia đình thôi, đúng không? Và không chỉ ảnh hưởng đến cách mày râu trong gia đình là bị ảnh hưởng trực tiếp, mà thực ra là còn ảnh hưởng đến em bé nữa. Bởi vì tiểu đường thai kỳ thì sau khi mẹ sanh em bé ra thì sẽ khỏi liền, nhưng mà nó vẫn có những cái tác động hay là ảnh hưởng tiêu cực nhất định đến với cơ thể của em bé, mà về lâu về dài rồi thì chúng ta mới nhận thấy nó được, quý vị nha. Do đó là cái việc ăn uống kiêng khem thì nó rất là quan trọng đối với lại cái đối tượng này. Rồi chưa kể là đối với những đối tượng khác, ví dụ bị tiểu đường thì nó không dễ dàng như là các bà mẹ bị tiểu đường thai kỳ, tức là sanh xong là hết, mà thực ra là phải chung sống với lại cái căn bệnh đó cả quãng đời luôn. Do đó thì đối với những người như thế này thì tức là họ sẽ phải kiêng khem, là bớt đi hoặc thậm chí là cắt luôn cái lượng tinh bột đến từ gạo trắng trong một khoảng thời gian dài mấy mươi năm như vậy, sao chịu nổi ha, trong khi mình đã quen là ăn cơm từ nhỏ rồi. Chưa kể là không chỉ là cơm gạo trắng đâu quý vị, mà chưa kể là có rất là nhiều những cái yếu tố khác hay là những cái món ăn khác cũng làm từ tinh bột trắng chẳng hạn, ví dụ như là bánh mì trắng đó cũng là một món ăn rất là quen thuộc, phải không ạ? Chúng ta thực sự không cần phải cắt giảm đâu quý vị ạ, bởi vì công nghệ hiện đại đem đến cho chúng ta rất là nhiều những cái điều dễ chịu trong cuộc sống, ví dụ như là một dòng sản phẩm đại diện ngày hôm nay, nồi cơm điện tách đường quý vị nha. Tức là nó vẫn đem đến cho chúng ta những bát cơm trắng hoặc là thậm chí là những cái loại gạo khác mà chúng ta cũng có thể là lựa chọn chẳng hạn, để mình có thể là cho
vào bên trong chiếc nồi này và đạt được mục đích đó chính là tách đường sau khi mà nấu quý vị nha. Đó, chúng ta có thể là quan sát thấy cơm đã được nấu chín ở bên trong như thế này. Khi mà chúng ta múc ra, thậm chí là mình sẽ thấy có một chút khác biệt so với lại cơm nấu với nồi thông thường. Đó chính là nó hơi trắng hơn một tí xíu quý vị nha. Bởi vì trải qua cái quá trình nấu đã được chiết tách đường qua bên ngoài. Và bát cơm trắng đó vẫn là cái hương vị quen thuộc mà chúng ta từng được tận hưởng trong những bữa ăn gia đình hàng ngày, nhưng mà đã được chiết tách lượng đường đi quý vị nha. Bây giờ thì Kiều Khanh sẽ xới thử cho quý vị xem nè. Từng cái hạt cơm trắng nó vẫn ngon, vẫn dẻo, vẫn tơi xốp như thế này. Nó trắng hơn một tí xíu thôi, bởi vì cái cơ chế nấu nó hơi khác một tí xíu so với lại nồi cơm điện hay là nồi cơm điện tử thông thường quý vị nha. Tuy nhiên là khi mà chúng ta ăn một thời gian rồi thì chắc chắn là mình sẽ quen thôi. Thậm chí là mình còn tạo ra được một cái thói quen tốt mới, đó chính là ăn cái gì cũng không cần phải quá ngọt, mình vẫn có thể là tận hưởng được. Còn chất lượng cơm thì nó tơi xốp, nó ngon lành như thế này nè quý vị nha. Và khi mà chúng ta nhìn vào phía bên trong lòng nồi á, thì mình thấy có những cái lỗ nho nhỏ, thì nó sẽ phục vụ cho cái cơ chế nấu cơm và tách đường luôn xuyên suốt trong một khoảng thời gian cũng khá là ngắn, khoảng 30 đến 45 phút mà thôi quý vị nha. Và quay trở lại với cái cách sử dụng của chiếc nồi này, không hề khó một tí xíu nào cả. Bây giờ thì Kiều Khanh mời quý vị sẽ quan sát cái bảng điện tử ở phía trước của chiếc nồi cơm điện tách đường này quý vị nha. Và khi mà quan sát ở bảng điện tử ở phía trước như thế này á, thì chúng ta mặc dù là ban đầu sẽ cảm thấy hơi bối rối một chút xíu bởi vì nó có khá là nhiều những cái thông tin hiển thị khác nhau như thế này nè. Tuy nhiên là cái bước thực hiện thực ra rất là đơn giản quý vị nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy một cái nút với chữ OK rất là lớn ở đây đúng không ạ? Và đây là nơi chúng ta sẽ khởi động chiếc nồi này sau khi đã cắm điện vào quý vị nha. Tức là chúng ta khởi động chiếc nồi như thế này. Và sau khi chúng ta đã khởi động nồi rồi thì chúng ta có thể là chuyển sang một nút tiếp theo, đó chính là chọn chức năng nấu quý vị nha. Ở trên đây á, thì nó sẽ bắt đầu là đèn nó sẽ hiển thị ở cái chức năng mà chúng ta lựa chọn nè. Ví dụ như gạo hạt ngắn, ví dụ như là gạo tấm đó quý vị ạ. Rồi xong rồi có gạo hạt dài nữa nè. Rồi các loại gạo khác, ví dụ như gạo cứng nè. Rồi sau đó là chuyển qua cái cách thức mà chúng ta muốn thưởng thức cái loại gạo này quý vị nha. Ví dụ như là chuẩn nè, rồi gạo ví dụ như chúng ta muốn mềm một tí xíu, hay là có thể là dẻo dai, hay là nhiều người hay nói là kiểu hơi nhão nhão hơi tí nhựa xíu nhựa, đúng không? Đó thì chúng ta có thể là lựa chọn đó, ví dụ như chọn cái cách thức là thưởng thức loại gạo ở đây. Rồi sau khi đã chọn được, ví dụ như Kiều Khanh là rất là thích ăn gạo tấm quý vị nha, đó là chọn là gạo hạt ngắn nè, rồi chọn mềm nữa, rồi là xong rồi, là chúng ta có thể là chuyển sang chế độ nấu quý vị nha. Và sau khi mà nấu xong á, rồi cứ yên tâm là nồi sẽ tự động chuyển sang chế độ là giữ ấm quý vị ạ, để cho cái lượng cơm ở bên trong nó vẫn ấm, vẫn nóng, vẫn ngon, để khi mà chúng ta mở nồi ra thưởng thức á, và yên tâm là cái chén gạo trắng này vẫn là hương vị mà mình thưởng thức bình thường nhưng tốt hơn cho sức khỏe quý vị ạ. Đúng rồi thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng có thể thấy là với những cái phần gạo mà Kiều Khanh lúc nãy đã chia sẻ cùng với tất cả mọi người, thì khi mà nhìn thông qua màn hình của chúng ta thì chắc chắn là tất cả quý vị chúng ta sẽ thấy là ủa, cái đó là gạo trắng bình thường mà giống như cơm của tôi ăn bình thường thôi, làm sao mà nó có thể tách được lượng đường. Tuy nhiên thì chúng tôi có mang một cái tờ giấy chứng nhận ở đây đến cho tất cả mọi người nha, để cho tất cả quý vị có thể là yên tâm về dòng sản phẩm lần này. Đầu tiên đó chính là một tờ giấy kết quả thí nghiệm á, là với việc là chúng ta có thể là nấu cơm bình thường quý vị ạ, bằng những cái chiếc nồi bình thường, thì hàm lượng amylopectin, có nghĩa là hàm lượng đường hấp thụ nhanh đó quý vị, trong cái phần cơm có kết quả là 93.5. Tuy nhiên với dòng sản phẩm ngày hôm nay á, thì quý vị chúng ta cũng có thể thấy đó, Quang Quý sẽ chia sẻ cùng với tất cả mọi người nha. Ở con số ngày hôm nay nè, với dòng sản phẩm là nồi cơm điện tử tách đường đến từ thương hiệu Magic nè, chỉ còn 33.5 mà thôi quý vị nha. Đây là kết quả nghiên cứu rất là kỹ càng và rõ ràng chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị. Như vậy là chúng ta cũng có thể là hoàn toàn yên tâm luôn rồi. Nhìn ở phía bên ngoài như thế này á, thì đây giống như là một chiếc nồi cơm điện khá là bình thường đúng không ạ? Và mình có thể là nấu cơm nè với rất là nhiều những chế độ khác nhau. Tuy nhiên ở phía bên trong cụ thể như thế nào thì ngay bây giờ thì Quang Quý sẽ chia sẻ cùng với tất cả quý vị về những cái phần cấu tạo của nó quý vị nha. Nhìn bề ngoài như thế này, kết hợp màu đen và màu đỏ huyết dụ như thế này, mình có thể là để ở trong gian bếp của mình rất là đẹp và rất là sang trọng đúng không nào? Rồi tiếp tục là ở phía bên trên cái bề mặt á, là có một cái bề mặt kính như thế này, chúng ta có thể quan sát một cách rất là dễ dàng ở phía bên trong, xem là nồi cơm điện của chúng ta quá trình cơm nấu như thế nào. Và khi mà mình nấu á, mình có thể là mở ra một cách dễ dàng và tiện lợi như thế này quý vị nha. Không giống như là những cái nồi cơm bình thường khác, thì ở phía bên trong chúng ta có một cái chiếc nồi để mình có thể là mình có rất là nhiều những cái lỗ nhỏ li ti như thế này. Tác dụng của nó là gì ạ? Đó chính là cái việc là khi mà chúng ta nấu trong cả một khoảng thời gian thì những cái hàm lượng mà đường hấp thụ nhanh nó sẽ được tách ra và nó có thể là di chuyển thông qua những cái lỗ nhỏ li ti như thế này và di chuyển xuống bên dưới quý vị nha. Và với thiết kế ở phía bên trong và cũng như là cái bộ gia nhiệt của nó, theo các nhà khoa học đã chứng minh thì ở mỗi những cái phần nhiệt độ nhất định
định thì cái nhiệt độ mà chúng ta hay gọi là nhiệt độ hồ hóa, Kiều Khanh, thì những cái hàm lượng đường hấp thụ nhanh sẽ được tách ra, tách chiết ở ra ở phía bên ngoài như thế này nè đó, và từ đó thì sẽ di chuyển xuống ở phía bên dưới. Ở bên dưới thì quý vị cũng có thể thấy là có thêm là một cái viên bi nhỏ như thế này nè. Với viên bi này khi mà tới một cái nhiệt độ nhất định á, thì cái viên bi như thế này nè sẽ được đẩy lên trên, và từ đó sẽ có một cái lỗ hổng để cho những cái phần mà đường mà nhanh hấp thụ nó sẽ được chiết tách ra phía bên ngoài. Và quân quý sẽ lấy ra cho tất cả mọi người cùng thấy nha. Đó, ở phía bên dưới nè thì chúng ta thấy là đây là cái bộ gia nhiệt, và đây chính là cái phần viên bi ở phía bên trong của chiếc nồi của chúng ta. Khi mà quý vị nào mà chúng ta nấu ăn xong á, khi mà chúng ta vệ sinh á, thì mình cũng nhớ là vệ sinh viên bi này để có thể là đảm bảo cái phần mà đường được tách ra một cách dễ dàng và tiện lợi hơn quý vị nha. Và sau đó thì chúng ta chỉ cần là để cái phần lồng nồi này vào phía bên trong nè, để viên bi này vào, và chúng ta để thêm một cái phần lồng nồi nữa, và từ đó là chúng ta đã có thể là có ngay một món cơm thơm ngon rồi. Và khi mà quý vị theo dõi chương trình lần này thì quý vị sẽ đặt câu hỏi là ủa như vậy là cuối cùng cái phần mà cái lượng đường mà nhanh hấp thụ chiết tách ra thì nó sẽ ở đâu hả Kiều Khanh? Nó sẽ ở trong cái lượng nước được đưa xuống phía dưới rồi quý vị nha. Thực ra là cái nhiệt độ hồ hóa này nó sẽ xảy ra ở bất kỳ chiếc nồi cơm điện hay là nồi cơm điện tử nào quý vị nha. Tuy nhiên là theo cái cơ chế hoạt động thì quý vị thấy là những cái chiếc nồi cơm khác nó có một cái lồng nồi duy nhất à. Nó đúng sẽ rồi, không có đường để cho cái lượng nước khi mà cái nhiệt độ hồ hóa nó xảy ra, tức là cái lượng amylopectin này nó hòa tan vào trong nước nhưng nó vẫn nằm ở trong đó. Tức là nó sẽ thấm ngược lại vào trong cơm một lần nữa, và sau khi cơm chín thì chúng ta vẫn ăn trọn vẹn cái lượng tinh bột xấu đó quý vị nha. Tuy nhiên là nếu như mà có rất là nhiều vị khách hàng khó tính nói là nếu vậy thì ở trong cơm còn chất dinh dưỡng gì để ăn nữa, nhưng thực ra không quý vị ạ. Ở bên trong cơm gạo trắng đó nó tồn tại hai loại tinh bột, đó chính là tinh bột xấu và tinh bột tốt. Tinh bột xấu tức là tinh bột chuyển hóa nhanh, hấp thụ nhanh, đó chính là amylopectin quý vị ạ. Nhưng mà vẫn còn một loại nữa, đó chính là amylose quý vị nha, tức là tinh bột tốt nè. Cái tinh bột này nó sẽ kiến tạo cái cấu trúc cơ của mình rồi giúp cho cơ thể cảm thấy là no lâu hơn, tức là duy trì được cái lượng năng lượng đó, nó hoạt động rất là tốt, cái mức độ chuyển hóa của cơ thể của mình nó cũng rất là tốt nữa, thì nó giữ lại cái tốt và nó đẩy cái xấu đi, hòa tan vào trong nước và cho vào phía bên dưới chiếc nồi như thế này quý vị nha. Có hay không ạ? Rõ ràng là một cái cơ chế hoạt động cực kỳ thông minh luôn. Và đối với lại những cái dòng sản phẩm mà chúng ta nghe là nó quá thông minh như vậy thì cái mức giá nó thường là nó phải cao. Tuy nhiên ngày hôm nay một cơ hội rất là tốt để được giảm ngay trực tiếp 1.000.000 đồng trên mức giá của nhà cung cấp, do đó chúng ta cần nhanh tay đưa ra quyết định đặt hàng của mình quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, với dòng sản phẩm lần này thì nhắc lại một lần nữa thì quý vị có thể là sử dụng rất là nhiều những chế độ khác nhau, và chúng ta có thể là nấu kết hợp cùng với rất là nhiều những loại rau củ quả khác nhau quý vị nha. Đó, ở đây thì Quân Quý đã để thêm là rất là nhiều những cái thành phần khác nhau để làm tăng cái chế độ dinh dưỡng cho những thành viên trong gia đình của mình. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta theo dõi chương trình lần này thì chúng ta sẽ nghe thấy là ôi một cái chiếc nồi cơm điện gì mà với mức giá của nhà cung cấp là gần 5.000.000 thì chúng ta sẽ cảm thấy nó hơi đắt đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm kỹ thuật công nghệ cao có thể là sử dụng trong khoảng thời gian lâu dài nè, cũng như là mang lại sức khỏe cho những thành viên trong gia đình của mình, thì Quân Quý thấy là cái mức giá này rất là hợp lý. Và chưa kể là trên VTV Hyundai chúng tôi mong muốn là tất cả quý vị sẽ có một sức khỏe thật là tốt, cho nên chúng tôi mang đến cho quý vị một cái mức ưu đãi nữa là chúng tôi giảm ngay 1.000.000 đồng cho tất cả mọi người quý vị nha. Mức giá chỉ còn 3.990.000 đồng mà thôi, để từ đó thì quý vị có thể là nấu ăn một cách thơm ngon hơn nè. Dòng sản phẩm được bảo hành trong khoảng thời gian 12 tháng cho nên là chúng ta có thể sử dụng trong khoảng thời gian rất là lâu dài và tác động tốt đến sức khỏe của chúng ta, và từ đó thì mỗi ngày chúng ta cứ ăn cơm một cách rất là thoải mái, và tất cả những thành viên trong gia đình của mình đều vui vẻ ăn cơm cùng với nhau. Nhanh tay sử dụng ngay cùng với chương trình, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc và miễn phí chi phí vận chuyển. Quý vị khách hàng thân mến, ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị dòng sản phẩm là nồi cơm điện tách đường quý vị nha, công nghệ cực kỳ thông minh giúp giảm hàm lượng amylopectin và hàm lượng chính có trong tinh bột quý vị ạ, và giúp giảm lượng đường nạp vào cơ thể thông qua quá trình tách đường ở phía bên trong từng hạt cơm của chúng ta. Sau khi mà chúng ta đổ cơm vào nè thì cái cơ chế ở một cái nhiệt độ nhất định thì sẽ có mức độ hồ hóa và tinh bột dễ hấp thụ sẽ được tách ra khỏi hạt cơm của chúng ta, và từ đó thì có ngay những chén cơm thật là thơm ngon phù hợp cho rất là nhiều những thành viên trong gia đình của mình, đặc biệt là với những người lớn tuổi là có những căn bệnh như là bệnh cao huyết áp hay là đái tháo đường, hay là với những bạn trẻ dễ dàng mắc những cái chứng bệnh như là bệnh béo phì trong thời buổi hiện đại nè, hay là chúng ta thường xuyên luyện tập thể dục thể thao thì chúng ta cũng nên hạn chế dung nạp những loại tinh bột hay là những loại đường như thế này vào cơ thể của mình, có thể thoải mái và dễ dàng điều khiển bằng bảng điều khiển điện tử quý vị nha. Từ đó thì mình sẽ có thể là nấu rất là nhiều những loại cơm khác nhau, những loại gạo khác nhau nè, hay là chúng ta cũng có thể là sử dụng ngay với lồng nồi bằng thép không gỉ để mình có thể là luộc
bún nè, luộc phở nè, hay là cả luộc nuôi quý vị ạ. Chỉ cần một vài nút điều chỉnh thôi, ấn vào và sau một khoảng thời gian thì lượng đường ở phía bên trong những món ăn bằng tinh bột của chúng ta sẽ được tách ra, từ đó mang lại những món ăn thật là thơm ngon, không chỉ ngon mà còn lành nữa quý vị nha. Đặc biệt trong chương trình kỳ này, mức giá chính hãng 4.990.000 đồng chỉ còn 3.990.000 đồng quý vị nha. Nhanh tay sở hữu ngay. Nồi cơm điện tách đường từ thương hiệu Magic sở hữu công nghệ thông minh giúp giảm amylopectin, hàm lượng chính có trong tinh bột, dung tích 3,5 lít, công suất 900W, với hệ thống nút điều khiển linh hoạt, dễ dàng vệ sinh chùi rửa sau khi nấu. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng. Sản phẩm nồi cơm điện tách đường đến từ thương hiệu Magic, sản phẩm vì sức khỏe người dùng, đã được kiểm nghiệm giảm amylopectin hiệu quả, hạn chế amylopectin, giảm lượng đường nạp vào cơ thể cho bữa cơm ngon thêm chất lượng. Vậy những ai cần sử dụng nồi cơm điện tách đường Magic, người bị đái tháo đường, người bị béo phì, người muốn giảm cân hay người tham gia tập luyện thể dục thể thao? Và với nguyên lý hoạt động rất thông minh quý vị nha, đầu tiên là gia nhiệt phù hợp nè, gạo được ngâm nấu trong nước với nhiệt độ vừa phải nhất, hay chúng ta còn gọi là nhiệt độ hồ hóa, tại các thời điểm thích hợp sẽ giúp loại bỏ lượng tinh bột hấp thụ nhanh. Và bên cạnh đó thì ở bước thứ hai sẽ phân tách amylopectin, duy trì nhiệt độ thích hợp giúp hàm lượng amylopectin hay còn gọi là tinh bột hấp thụ nhanh tự phân tách ra khỏi gạo và hòa tan trong nước. Thứ ba đó chính là loại bỏ amylopectin ra ngoài, hệ thống thoát nước thông minh của nồi tự động sẽ giúp loại bỏ nước cũng như là amylopectin, tinh bột hấp thụ nhanh, ngăn không cho hấp thụ ngược trở lại vào cơm. Và tiếp tục theo đó, đó chính là bước cuối cùng, nấu chín cơm. Nồi sẽ tiếp tục duy trì nhiệt độ thích hợp để làm chín cơm và mang đến cho chúng ta một phần cơm thật là thơm ngon và đảm bảo sức khỏe cho những thành viên trong gia đình của mình. Và ngày hôm nay là một cơ hội rất tốt quý vị nha, để sở hữu ngay nồi cơm điện tách đường Magic với mức giá hợp lý và tính năng ưu việt. Mức giá của nhà cung cấp là 4.990.000 đồng, giá tại VTV Hyundai giảm ngay 1.000.000 đồng cho quý vị, chỉ cần chi ra 3.990.000 đồng mà thôi. Tuy nhiên ưu đãi này chỉ dành cho 200 khách hàng đầu tiên, những người thực sự quan tâm đến sức khỏe gia đình. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã biết là như thế nào là việc là chúng ta chiết tách những cái loại tinh bột xấu ở trong cơm trắng ra khỏi cái phần cơm của chúng ta và mang lại cái tinh bột tốt hấp thụ vào trong cơ thể rồi. Tuy nhiên trong cuộc sống của chúng ta, bên cạnh việc là chúng ta ăn cơm thì sẽ có những lúc mà chúng ta ăn những cái loại chế phẩm từ gạo, chẳng hạn giống như là bún nè, nuôi nè, đúng không ạ? Thì những lúc đó thì trong những cái sản phẩm đó cũng sẽ có tinh bột tốt và tinh bột xấu. Như vậy chúng ta cũng có thể kết hợp một cách cực kỳ dễ dàng cùng với dòng sản phẩm lần này, nồi cơm điện tách đường đến từ thương hiệu Magic quý vị nha. Chẳng hạn như là ngay bây giờ Quang Quý đã thực hiện, đó chính là một nồi nuôi dành cho tất cả mọi người, chúng ta cũng có thể thấy nè. Đó, mở ra cho tất cả quý vị thấy nha. Ở phía bên trong thì chúng ta đã có thể là mình thực hiện là kết hợp cùng với việc là chúng ta luộc nuôi như thế này quý vị ạ. Cũng theo đúng cái cơ chế mà Quang Quý và Kiều Khanh đã chia sẻ thì phần nuôi của chúng ta sẽ được luộc vào một cách rất là mềm và đảm bảo cái việc là có thể là chiết tách được những cái hàm lượng tinh bột xấu ra khỏi, và cũng như là nó sẽ thông qua những cái lỗ nhỏ li ti ở trên cái phần lồng nồi ở phía bên trong và di chuyển ra bên ngoài, và từ đó mang lại cho chúng ta những cái phần ăn thật là thơm ngon như thế này một cách cực kỳ dễ dàng và tiện lợi Kiều Khanh ha. Và sau cái quá trình nấu nướng đó quý vị, thì chúng ta sẽ yên tâm là mình tận hưởng được vẫn là tinh bột mà chúng ta yêu thích quý vị nha. Nhưng mà những cái món ăn này nó đã được chiết tách bớt cái lượng đường ra bên ngoài rồi, tức là ảnh hưởng ít hơn đối với lại sức khỏe của những thành viên trong gia đình của mình. Hoặc là phục vụ tốt hơn cho quá trình, đó chính là ví dụ như là ăn kiêng nè, giảm bớt lượng đường để tốt hơn cho sức khỏe cho một vài cái đối tượng nhất định, ví dụ như là những người tiểu đường ở trong gia đình của mình nè, những người lớn tuổi đó mắc bệnh đái tháo đường ha, rồi các bà mẹ đang gặp phải cái tình trạng đó chính là bị tiểu đường thai kỳ trong quá trình là mang thai nè, rồi hay là những người mà tham gia tập thể dục thể thao nhưng mà cảm thấy là cái chế độ ăn nó vẫn phục vụ không tốt cho cái quá trình luyện tập này, thì chúng ta cũng có thể là lựa chọn dòng sản phẩm này để thay đổi quý vị nha. Và quý vị thấy là về chất lượng của cái hạt cơm, ví dụ như là cơm gạo tím là Kiều Khanh kết hợp cùng với lại đậu cút như thế này, nó vẫn mềm, vẫn xốp quý vị nha. Đó, xới mạnh tay ra thấy càng xới lại càng mềm dẻo xốp ngon như thế này quý vị ạ, không hề ảnh hưởng gì đến chất lượng của cái quá trình nấu nướng. Như vậy là chúng ta có thể thấy là nó cùng một lúc nó đáp ứng được rất là nhiều những nhu cầu khác nhau. Đầu tiên là nhu cầu ăn ngon cái đã, thứ hai đó chính là ăn mà tốt cho sức khỏe, không còn gặp phải cái tình trạng là vừa ăn mà vừa lo lắng như trước đây nữa. Và trong khi mà Quang Quý tiếp tục chia sẻ thì Khanh sẽ thử một tí xíu xem là sau khi là chiết tách bớt cái lượng đường ra ngoài rồi thì ăn nó có khác gì so với việc là nấu nướng thông thường hay không. Đúng rồi, thưa quý vị, như vậy là xu hướng trong thời buổi hiện đại ngày hôm nay là bên cạnh cái việc là chúng ta ăn ngon mặc đẹp, đúng không ạ? Bây giờ là ăn khỏe mặc khỏe. Đó, ăn như thế nào làm sao để tốt cho sức khỏe của chúng ta và mặc như thế nào cũng tốt cho sức khỏe, thì ngày hôm nay sẽ là một cách thức để cho tất cả quý vị chúng ta có thể ăn cơm mỗi ngày rất là thoải mái và thuận tiện, đặc biệt là với những đối tượng như là các ông bà cha mẹ mà bị bệnh đái tháo đường, hay là các bà mẹ có bầu đang có
thai như thế này nè, hoặc là những bạn trẻ mà chúng ta luyện tập thể dục thể thao đi, hoặc là muốn giảm cân chẳng hạn, mình cũng có thể là sử dụng quý vị nha. Với mức đầu tư ngày hôm nay cực kỳ hấp dẫn luôn quý vị ạ. Nồi cơm điện tách đường đến từ thương hiệu Magic, mức giá nhà cung cấp 4.990.000 đồng. Ngày hôm nay chúng tôi đã giảm ngay 1.000.000 đồng đến cho tất cả mọi người rồi, chỉ còn 3.990.000 đồng mà thôi. Ngay bây giờ nhanh tay nhấc máy lên và gọi điện thoại về cho chương trình. Mọi người hãy quên đi việc là Kiều Khanh đang ăn rất là ngon đi, không có ảnh hưởng tới khẩu vị của mình. Ngon thiệt đúng không? Đó, cho nên là quý vị nếu mà chúng ta muốn thử nè những loại cơm, những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe và tốt cho cơ thể của chúng ta thì đừng ngần ngại nữa quý vị nha. Nhanh tay nhấc máy lên gọi điện thoại về cho chương trình. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc và miễn phí chi phí vận chuyển. Nguyên lý hoạt động của nồi cơm điện tách đường Magic, đầu tiên đó chính là gia nhiệt phù hợp, gạo được ngâm nấu trong nước với nhiệt độ vừa phải nhất, tới mức nhiệt độ hồ hóa tại các thời điểm thích hợp sẽ giúp loại bỏ lượng tinh bột hấp thụ nhanh. Sau đó amylopectin sẽ được phân tách ra khỏi gạo, duy trì nhiệt độ thích hợp, giúp hàm lượng amylopectin hay còn gọi là tinh bột hấp thụ nhanh tự phân tách ra khỏi gạo và hòa tan vào trong nước. Bước 3, loại bỏ amylopectin ra bên ngoài. Hệ thống thoát nước thông minh của nồi sẽ tự động loại bỏ nước và amylopectin hay còn gọi là tinh bột hấp thụ nhanh, ngăn không cho hấp thụ ngược trở lại vào cơm. Bước 4, nấu chín cơm, nồi sẽ tiếp tục duy trì nhiệt độ thích hợp để làm chín cơm. Và đặc biệt chỉ có trong chương trình kỳ này mà thôi quý vị ạ, nồi cơm điện tách đường Magic, mức giá hợp lý cùng tính năng ưu việt và ưu đãi chỉ dành cho 200 khách hàng đầu tiên thực sự quan tâm đến sức khỏe của gia đình mình. Mức giá nhà cung cấp 4.990.000 đồng. Ngày hôm nay trình VTV Hyundai Home Shopping chúng tôi giảm ngay 1.000.000 đồng cho tất cả quý vị, chỉ còn 3.990.000 đồng mà thôi. Nhanh tay nhấc máy lên và gọi điện thoại về sở hữu cùng với chương trình. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Nồi cơm tách đường Magic A510 hoạt động theo 4 cơ chế đặc biệt sau: gia nhiệt phù hợp, phân tách amylopectin, lượng amylopectin chính là tinh bột xấu sẽ bị loại bỏ ra bên ngoài khi nhiệt độ đạt mức phù hợp nhưng vẫn giữ lại thành phần amylose chứa tinh bột tốt, và nấu chín cơm đảm bảo an toàn trong từng chén cơm của bạn. Có thể thấy cơm được nấu từ nồi tách đường Magic A510 có màu sắc trắng hơn nồi cơm thường. Lượng amylopectin được chiết tách ra bên ngoài giúp bạn chấm dứt tình trạng đầy bụng, mệt mỏi, uể oải kéo dài. Sản phẩm nồi cơm tách đường Magic A510 được chứng nhận bởi UKM, UNIPEQ cho thấy lượng đường giảm rõ rệt sau khi cơ quan này chứng nhận sản phẩm của chúng tôi đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, sử dụng công nghệ Sugar Removal Technology cùng hệ thống cảm biến với viền bì rút nước vô cùng hoàn hảo. Không còn nghi ngại gì nữa, nồi cơm tách đường Magic A510 là giải pháp đột phá cho nỗi sợ mang tên thèm ăn cơm. Giờ đây, bữa ăn sẽ trở nên ngon hơn mà vẫn kiểm soát tốt lượng đường trong máu. Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều nồi cơm tách đường được bày bán. Nhưng bạn hãy là người dùng thông thái. Với nồi cơm tách đường thông thường, không có những công nghệ đặc biệt, gạo chỉ được đun sôi ở mức nhiệt 100 độ C, vì thế lượng đường được chiết tách ra bên ngoài rất hạn chế. Trái lại, nồi cơm tách đường Magic A510 hoàn toàn khác biệt về kiểu dáng, an toàn và dễ dàng sử dụng. Hãy chọn cho mình nồi cơm tách đường Magic A510 ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe gia đình bạn.